cốp điện của Nissan X-Trail, thế nên là nó hoàn thiện cho bác chủ. Đây này, bấm ma bằng điều khiển chìa khóa zin của xe này. Đấy, hôm nay là ok luôn rồi. Này còn nút bấm ở phía sau cốp này. Này anh lúc nào cũng đóng xuống là các bác đóng ở đây cho, ấn ở đây cho em. Con này đóng hít rất là nhẹ êm luôn ạ. À. Có cả biển đá cốp luôn ạ. À. Bác sử dụng thêm được cái chân. Biển đá dứt khoát một điểm ở đá dứt khoát là vào phần đá chân là nó mở lên. Bấm phía trên này. Đây, bấm phía trên Nissan X-Trail là sẽ tích hợp vào nút chờ gì này. Mình giữ khoảng 2 giây.